Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu xét tới việc lập trình. Và đầu tiên muốn cho dễ dàng á, thì chúng ta lập trình trong ngôn ngữ cấp cao. Tức là chúng ta có thể lấy C đi chẳng hạn. Chúng ta viết chương trình bằng C thì chắc là chúng ta đã viết quen rồi đúng không? Thì chúng ta có thể lấy cái C của chúng ta ra. Rồi chúng ta gõ lên hộp ngữ vô. Và nó vẫn hiểu, vẫn chạy được. Cái này nó gọi là hình thức lập trình hộp ngữ nhúng trong ngôn ngữ cấp cao. Chúng ta chèn mã lệnh hợp ngữ vào những lệnh của người cấp cao được, chèn vào giữa luôn, vào giữa đầu mã lệnh của ngôn ngữ cấp cao được. Đây là hình thức lập trình rất là tốt nha, và rất là nhiều chuyên gia lập trình áp dụng đó. Tức là nếu mà chúng ta làm phần mềm thì thông thường đây là hình thức rất là tốt để làm. Hình thức này là để làm phần mềm, còn nếu chúng ta muốn làm phần cứng là chúng ta viết firmware, viết viết cái chương trình để nhúng vào trong những cái chip xử lý luôn, bỏ thẳng vào chip xử lý luôn. Nó thì lúc đó chúng ta sẽ có thể phải viết bằng hợp ngữ thuần túy thôi à, chứ không lúc đó là nó không hiểu ngôn ngữ cấp cao đâu. Ví dụ chúng ta viết chương trình bỏ vào cái con chip trong cái đĩa MP3 chẳng hạn, trong đĩa USB chẳng hạn, trong cái bàn phím, trong con chuột gì đó chẳng hạn, chúng ta viết chương trình bỏ vào những cái chip xử lý rất là yếu à, ở trong những cái thiết bị không phải là rất cao cấp, thì lúc đấy là cái con chip đó nó không hiểu được cái ngôn ngữ cấp cao đâu. Chúng ta viết bằng hợp ngữ thuần túy, nhưng mà đấy là coi như chúng ta không phải làm phần mềm nữa mà chúng ta gần như là chúng ta làm phần cứng. Rồi thì lúc đấy mới phải làm bằng hợp ngữ thuần túy, và việc đó rất khó, rất là phiền. Còn nếu mà chúng ta lập trình ở dạng là làm phần mềm là bình thường của chúng ta đấy ha, thì chúng ta cứ viết bằng ngôn ngữ cấp cao, và chỗ nào mà viết bằng ngôn ngữ cấp cao không tiện hoặc không được, chỗ đó chúng ta viết bằng hợp ngữ. Thì đây là hình thức rất là hiệu quả mà những chuyên gia lập trình hay xài. Những phần mềm mà rất quen thuộc với chúng ta, người ta cũng làm bằng cách đó. Windows nè, Word nè, Excel nè, mấy cái browser nè, Chrome hoặc là Firefox, IE gì đó, mấy chương trình xử lý ảnh nhiều lắm. Nó muốn hiệu quả nó sẽ làm vậy. Đây một ví dụ, đây là C chuẩn ha. Chúng ta muốn xuất gì đó ra, chúng ta dùng hàm rinep. Dĩ nhiên nếu mà chúng ta xài cái C cộng cộng chẳng hạn, chúng ta dùng C out gì đó cũng được. Đó, nhưng trong đây là lệnh C, ý nói đây là lệnh C thôi, lệnh C. Rồi sau đó chúng ta viết lệnh hợp ngữ ARM, nhưng mà nếu mà lập trình nhúng hợp ngữ trong C thì chúng ta phải có chữ ARM trước cái tên lệnh hợp ngữ để cho cái chương trình dịch C nó hiểu đây là lệnh hợp ngữ, chứ còn không có chữ AM này thì nó không hiểu gì hết, nó báo lỗi cái dòng lệnh này. Có chữ AM thì nó hiểu đây là hợp ngữ, để lúc đó nó lấy cái bộ dịch hợp ngữ nó tích hợp vô, nó dịch cái dòng lệnh này. Rồi AM lớp 16 cũng là một lệnh hợp ngữ. Còn cái if đây là của C, if là mở ngoặc, AH bằng 79 đây là cú pháp của C rồi đó, mở ngoặc nhọn đây là của C. Chỉ có ba dòng hợp ngữ đây thôi. Và trong trong C chúng ta, nếu chúng ta muốn xài thanh ghi AH thì chúng ta có cái dấu, có cái cú pháp là gạch dưới rồi tên thanh ghi AH viết hoa thì đây chính là giá trị thanh ghi AH nè, AH mà bên trong CPU, trong chip CPU của máy chúng ta luôn á. Và đương nhiên là cái này là không cần khai báo, biến bình thường chúng ta sử dụng mà phải khai báo, còn cái này là thanh ghi có sẵn trong CPU và chúng ta xài là cứ lấy xài vậy thôi à, không có khai báo. Rồi đây là hình thức nhúng trong ngữ cấp cao, và chúng ta đầu tiên sẽ làm quen với hình thức này. Nhúng trong Pascal thì những ai mà cái này thì tôi thấy nhiều giáo viên, có khá nhiều học viên ở ở đây là giáo viên trước giờ hay thấy, thì giáo viên ở phổ thông vẫn hay dạy học sinh bằng Pascal, thì có thể nhiều người lại rành Pascal hơn là C vì làm việc với Pascal thôi chứ chả có làm việc với C, thì lúc đấy là có thể viết trong Pascal theo hình thức là như vậy. Muốn viết hợp ngữ trong Pascal thì cứ AM rồi sau đó xuống dòng viết các lệnh hợp ngữ rồi N chấm phẩy. Còn nếu mà hợp ngữ viết trong C thì chúng ta có hai dạng, dạng thứ nhất là AM rồi sau đó lệnh hợp ngữ cứ vậy, dạng thứ hai là chúng ta cũng giống giống như Pascal hồi nãy, AM xong rồi mở ngoặc nhọn xong rồi các lệnh hợp ngữ rồi đóng ngoặc nhọn. Nhưng mà có điều hơi đặc biệt là dấu mở ngoặc nhọn chỗ này là chúng ta phải cho nó nằm ngay sau chữ M trong cái chuỗi AM này chứ không có được xuống dòng, trong khi tất cả những cái dấu mở ngoặc nhọn ở những cái trường hợp khác là muốn xuống dòng thì xuống xuống bao nhiêu dòng cũng được hết trơn, nhưng mà trong trường hợp này thì không được xuống dòng. Rồi coi như như vậy là cơ bản
là chúng ta có thể viết được một chương trình học ngữ nhúng rồi đó. Còn cái này là bắt đầu đi vào học ngữ thuần túy thì tạm thời chúng ta chưa 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 quan tâm, chúng ta sẽ xem xét một vài ví dụ mà viết bằng học ngữ nhúng trong C. Đây là ví dụ thứ nhất. Cái này nó nặng nề quá. Chúng ta có thể dùng Notepad luôn cũng được. Đây, chúng ta nhìn chương trình này. Đây là chương trình C á nha, chương trình này C trong C chuẩn, C trên DOS. Và đầu tiên của chương trình C là chúng ta có hàm main đúng không? Hàm main, nếu mà chúng ta không có những cái hàm gì khác, không có include gì hết thì đầu tiên vô sẽ là hàm main, bắt buộc phải có đầu tiên, đấy là hàm main. Và sau đó là dấu mở ngoặc nhọn. Dấu mở ngoặc nhọn này chúng ta cho nó lên trên được. À, xuống dòng cũng được, lên trên cũng được. Rồi muốn viết hợp ngữ thì chúng ta rm rồi mở ngoặc nhọn. Và cái mở ngoặc nhọn này là xuống như vậy là không được nha, không được, buộc phải như vậy. Rồi bắt đầu các lệnh hợp ngữ. Lệnh thứ nhất mua h,1. Rồi lệnh thứ hai inrupt 21. Hai lệnh này làm được cái điều là nhập vô một ký tự. Chúng ta ghi nhận điều này luôn nha. Với hàm số 1 của ngắt 21 thì chúng ta làm được cái thao tác nhập một ký tự từ bàn phím. Và ký tự mà chúng ta gõ vô từ bàn phím nó sẽ lấy cái mã của ký tự đó, nó lưu vô thanh ghi AL. Thí dụ như chúng ta gõ chữ A hoa thì mã ký tự A hoa là 65 đúng không? Thì con số 65 sẽ được đưa vào thanh ghi AL. Sau khi chúng ta thực hiện hai lệnh này xong thì chúng ta sẽ có cái mã ký tự mà chúng ta gõ từ bàn phím nó đưa vô thanh ghi AL. Hai lệnh này là hai lệnh làm công việc nhập ký tự. Thực ra chính xác á là lệnh thứ hai thôi. Lệnh thứ nhất nó chỉ làm công việc là gán số 1 vô thanh ghi AH chứ chưa có nhập ký tự gì đâu. Lệnh thứ nhất là gán số 1 vô thanh ghi AH. Còn lệnh thứ hai là một cái lệnh gọi hàm, lệnh gọi hàm ngắt 21 nè. Và lệnh gọi hàm ngắt 21 á thì thực ra hàm ngắt 21 nó có thể làm được rất là nhiều việc khác nhau. Và nó làm việc gì là cụ thể tùy thuộc vào thanh ghi AH. Nếu thanh ghi AH bằng dù bằng 2 chẳng hạn thì nó làm việc này, bằng 3 làm việc kia, bằng 4 làm việc nọ. Và ở đây cụ thể nếu bằng 1 thì nó làm công việc nhập ký tự. Nó sẽ đợi người dùng gõ một ký tự từ bàn phím. Tức là chương trình tạm thời dừng ở đó, đợi người ta gõ một ký tự từ bàn phím. Gõ xong ký tự từ bàn rồi thì mã ký tự nó sẽ lưu vô AL rồi nó mới bắt đầu nó chạy qua lệnh kế tiếp. À, còn cái dấu sẹt sẹt này thì chúng ta biết rồi đúng không? Đó là dấu chú thích. À, sẹt sẹt AL bằng ký tự 1, đây là dấu chú thích. Dấu chú thích thì chúng ta có thể hiểu nôm na là cái phần chú thích này là mắt chúng ta nhìn thấy được chứ còn chương trình dịch nó không thấy được. Tức là lúc nó dịch nó là coi như không tồn tại cái này. À, phần chú thích là đối với chương trình dịch là nó không nhìn thấy, tức là xem như không tồn tại, chỉ có mắt chúng ta nhìn thấy thôi. Ở đây chúng ta chú thích, tôi cho chú thích là để cho chúng ta hiểu sau khi thực hiện xong hai lệnh này thì AL là bằng ký tự mà chúng ta đã nhập. Và bài này làm cái công việc là tính tổng hai con số một chữ số. Bài này làm công việc là tính tổng hai con số một chữ số, tức là chúng ta nhập vào con số thứ nhất, thí dụ số 3 chẳng hạn. Rồi sau đó chúng ta nhập tiếp vào con số thứ hai, thí dụ số 4 chẳng hạn. Rồi thì kết quả nó sẽ in ra số 7. Bài này muốn làm chuyện đó. Tính tổng hai con số được nhập từ bàn phím. Và hai con số này chỉ có một chữ số mà thôi. Mỗi con số chỉ có một chữ số mà thôi. Cho nên cái việc nhập con số thì cũng thể tương ứng với lại cái việc là nhập ký tự đúng không? Việc nhập con số thứ nhất tương ứng với việc nhập ký tự thứ nhất. Và việc nhập con số thứ hai tương với việc nhập ký tự thứ hai. Rồi
Bởi vậy cho nên nếu mà chúng ta chưa biết hàm nhập số, chúng ta vẫn làm được khi chúng ta chỉ biết có mỗi hàm nhập ký tự mà thôi. À, giả sử là hiện giờ chúng ta chỉ biết có mỗi hàm nhập ký tự mà thôi thì chúng ta vẫn giải quyết được cái bài toán này. Chúng ta nhập ký tự thứ nhất thì chúng ta sẽ có thể xem như được con số thứ nhất. Rồi sau đó chúng ta nhập ký tự thứ hai thì chúng ta có đường số thứ hai, rồi chúng ta có lệnh cộng, chúng ta cộng hai cái đó lại thì chúng ta có kết quả. Rồi chúng ta biết thêm cái lệnh xuất ký tự nữa. Kết quả chúng ta nếu trong trường hợp là một con số một chữ số thì chúng ta có thể dùng lệnh xuất ký tự để xuất kết quả ra. Rồi đầu tiên chúng ta giải quyết ở mức đơn giản là trong trường hợp cái kết quả chúng ta nó cũng là một con số một chữ số luôn thì chúng ta xuất kết quả ra. Còn nếu không phải là con số một chữ số thì chúng ta không xuất gì hết. Tức là nếu người ta nhập vô 3 rồi nhập tiếp 4 thì chúng ta cộng lại ra kết quả là 7, là con số một chữ số đúng không? Chúng ta xuất số 7 ra. Người ta nhập vô 3 rồi sau đó nhập vô 6 rồi thì kết quả là 9, chúng ta xuất số 9 ra. Ok. Nhưng mà nếu người ta nhập vô 5 rồi sau đó người ta nhập vô 7 thì tổng lại nó ra 12, và 12 không phải là một chữ số nữa. Thì thực ra lúc này chúng ta xuất bằng cái hàm xuất một ký tự á, là nó kẹt. 12 thực ra nó là hai ký tự lần, đúng không? Xuất bằng hàm xuất một ký tự là nó có bị kẹt. Thì ở đây cách giải quyết đầu tiên của chúng ta ở cái cấp độ mà mới làm quen với chúng ta thì trường hợp mà kết quả nó không phải là một chữ số thì thôi chúng ta không làm, chúng ta thoát luôn. Dĩ nhiên đấy là cái cấp độ đầu tiên ha, chứ còn sau đó thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta giải quyết, chứ không phải là chúng ta viết chương trình chỉ đạt được tới mức như vậy, nhập được hai con số một chữ số tính tổng, mà nếu nếu tổng mà lớn hơn 10 thì bó tay không 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 ra. À, đây chỉ là cái ví dụ đang ban đầu cho nên nó còn ở cái mức dễ. Gán số 1 vô H rồi ngắt 21 thì chúng ta nhập được một ký tự rồi xong. Và ký tự mà chúng ta nhập được nó bỏ vô thanh ghi có tên là AL. À, bỏ vô thanh ghi có tên là AL. Và nếu chúng ta muốn tính tổng hai số thì đương nhiên chúng ta sẽ phải gọi thêm hàm nhập ký tự cái nữa đúng không? Nhưng nếu mà chúng ta gọi hàm nhập ký tự cái nữa thì ký tự thứ hai nó lại đưa thẳng vào thanh ghi AL cái nữa. Có nghĩa là cái nội dung cũ nó sẽ bị đè lên là bị mất á, tức là ký tự nhất không còn nữa. Vậy làm sao để cho nó không mất? Thì cách giải quyết rất đơn giản là cái giá trị thanh ghi AL ha, giá trị thanh ghi AL đang chứa ký tự thứ nhất á, chúng ta lưu tạm qua một cái chỗ khác, lưu tạm qua một cái thanh ghi khác. Rồi thì đây là lệnh thứ ba làm chuyện đó. Tôi lưu tạm AL vào thanh ghi DL. Rồi gán DL và gán AL vào DL xong thì chúng ta được quyền nhập ký tự thứ hai rồi đó, mà không có sợ nó đè lên nữa. Nhưng mà cái lệnh sub DL ký tự không đây là làm gì? Thì tạm thời chúng ta có thể khoan nhìn tới lệnh này và bỏ lệnh này ra. Ở đây nếu như chúng ta có lệnh kế tiếp là interrupt 21 thì chuyện gì sẽ xảy ra? Khi gọi ngắt 21 thì nội dung của hàm ngắt 21 này, đây là một cái hàm luôn nha, ngắt 21 không phải là một cái lệnh rời đâu, mà nó là một cái hàm gồm rất là nhiều lệnh. Trong ngắt 21 là một một cái đoạn lệnh rất dài, một đoạn lệnh rất dài, và cái đoạn lệnh này gồm rất nhiều lệnh. Đoạn lệnh rất dài cũng đồng nghĩa là nó gồm rất là nhiều lệnh đó. Dài đây là tính trên cái chiều dài của các lệnh đó, của chuỗi các lệnh, cứ một lệnh, hai lệnh, ba lệnh, bốn lệnh, năm lệnh đó, thì nếu mà số lượng lệnh mà rất nhiều thì chúng ta gọi là đoạn lệnh đó dài. Và cái hàm ngắt 21 này là một đoạn lệnh, một đoạn lệnh. Đoạn lệnh này nó làm cái việc gì? Nó sẽ những lệnh đầu tiên của đoạn lệnh này là nó coi giá trị AH, nó coi giá trị AH và nó thấy nếu AH bằng số này thì nó chạy cái đoạn con này, bằng số kia nó chạy đoạn con kia, bằng số nọ chạy đoạn con nọ. Đoạn con số 1 nó sẽ làm được công việc nhập ký tự, còn đoạn con số 2 nó sẽ làm được công việc xuất ký tự. Đoạn con số 3 làm việc khác nữa, đoạn con số 4 làm việc khác nữa. Đoạn con số 2 nó làm được công việc xuất ký tự trong thanh ghi DL, tức là nếu như chúng ta có thanh ghi DL nó đang lưu chữ A đi chẳng hạn, giả sử thanh ghi DL đang lưu chữ A đi, chúng ta gán cho H bằng 2, gán H bằng 2, rồi chúng ta gọi ngắt 21,
thì chúng ta sẽ thấy chữ A hiện ra màn hình. Lý do là khi mà ngắt 21 được chạy, nó sẽ coi AH, nó thấy bằng số mấy thì nó thực hiện đoạn lệnh tương ứng với số đó. Và nếu AH bằng 2 thì nó thực hiện đoạn lệnh tương ứng với số 2. Mà đoạn lệnh tương ứng với số 2 là làm công việc xuất cái ký tự trong thanh ghi DL ra màn hình. À, vậy DL đang bằng ký tự A thì nó sẽ xuất chữ A ra. Ở đây AH đang bằng mấy? Khi mà gọi ngắt 21 thì vấn đề quan trọng là AH đang bằng mấy? Nếu như chúng ta không biết AH bằng mấy hết trơn mà chúng ta gọi ngắt 21 thì lúc này là sẽ có một việc gì đó nó được làm, và việc đó là việc gì không biết luôn. Và như vậy thì chương trình sẽ chạy cái gì chúng ta cũng không biết luôn, nó thực hiện việc gì chúng ta cũng không biết luôn là không được rồi, đúng không? Không phải là việc gì cũng được đâu nha, mà thí dụ như có những cái việc nguy hiểm chẳng hạn mà chúng ta để cho nó chạy là gây ra ảnh hưởng lớn, ảnh hưởng lớn lắm luôn á. Ngắt 21 thì còn đỡ, chứ còn ví dụ thay vì là ví dụ với ngắt 13 đi là chúng ta có thể có ảnh hưởng cực lớn nè. Ngắt 13 là ngắt về đĩa, thay vì đọc dữ liệu gì đó trên đĩa, chúng ta không gắn AH, thì khi chúng ta gọi ngắt 13, tùy theo giá trị AH lúc đó là giá trị ngẫu nhiên bao nhiêu mà nó sẽ thực hiện công việc gì. Thí dụ như muốn đọc đĩa nhưng mà chúng ta không gắn AH thì khi nó chạy, nó cứ coi AH bằng mấy và nó thấy giá trị AH ngẫu nhiên lúc đó đang là con số tương ứng với trạng thái là xóa đĩa, xóa một tập tin, xóa một cái gì đó, thì thay vì nó đọc lên thì nó xóa đi. Vậy là chúng ta thay vì đọc lên để được cái dữ liệu gì đó thì chúng ta đã không được dữ liệu, chúng ta còn có thể bị mất mát, bị hư hỏng. Thậm chí nếu mà nó tương ứng với cái giá trị AH của cái đoạn làm công việc là format đĩa, thì chúng ta không chỉ bị mất vài dữ liệu nữa mà nó format luôn cái đĩa, là có thể hư luôn cả cái đĩa. Mà format với ngắt 13 là format cấp thấp á, format cấp thấp xong thì không chỉ là mất hết dữ liệu mà nó, nếu không may là có thể bị hư hẳn cái đĩa luôn, không format lại được, không bảo hành được. Nếu mà chúng ta format bằng ngắt 13 thì nó gọi là format cấp thấp. Format cấp thấp không khéo là nó hư đĩa và không được bảo hành. Nó rất là nguy hiểm. Bởi vậy cho nên khi chúng ta gọi một hàm ngắt thì chúng ta phải xác định rõ ràng là chúng ta chạy hàm con nào của hàm ngắt đó. Và muốn chạy hàm con nào thì chúng ta phải gán giá trị AH bằng con số tương ứng đó. Muốn chạy hàm con số 2 chẳng hạn thì gán AH bằng 2, muốn chạy hàm con số 1 gán AH bằng 1. Chứ còn nếu mà chúng ta không gán gì hết trơn thì nó sẽ chạy hàm con số mấy không biết được. Và mỗi hàm con như vậy là một công việc khác nhau. Có thể có một loạt những công việc là nó sai thôi chứ nó không gây ảnh hưởng hư hỏng ha, nhưng mà có những công việc là có thể gây ảnh hưởng đó, như format đĩa vừa rồi là nguy hiểm chứ, đúng không? Nó format không phải chúng ta nói là chúng ta có những đĩa cứng là CDEF thì nó format cùng lắm mất một trong bốn cái đó thôi. Như cái máy giờ hiện giờ là đang có bốn đĩa cứng CDEF nè. Thực chất bốn cái CDEF đó nó nằm trong một cái đĩa cứng vật lý, tức là có một đĩa cứng vật lý thôi mà người ta chia ra. Dù đĩa cứng vật lý này có dung lượng là 2T chẳng hạn, 2000GB ha. Và người ta chia ra làm bốn phần, mỗi phần vài trăm GB. Phần thứ nhất vài trăm GB, phần thứ hai, dù phần thứ nhất 300GB, phần thứ hai 500GB, phần thứ ba 700GB. Phần thứ tư mấy trăm ghi gì đó, phần còn lại ha. Rồi thì khi mà chúng ta gọi cái format này á, không có nghĩa là nó format một cái đĩa nào đó, hoặc đĩa C hoặc đĩa D hoặc đĩa E hoặc đĩa F, và chúng ta mất cùng lắm mất một trong bốn cái thôi. Cái sự mất mát này có thể nó nghiêm trọng hơn nhiều, có khi đi hết luôn, toàn bộ luôn, không còn thấy cái gì trong cả bốn cái CDEF đó hết. Và ở mức nặng nhất có thể là chúng ta không format lại được luôn và xách ra bảo hành. Nếu trong trường hợp đĩa còn bảo hành thì nó cũng từ chối bảo hành luôn đó. Thì lúc này là không, thật ra thì mất cái đĩa, hư cái đĩa thì không phải là cái thiệt thòi to lớn gì lắm, một cái đĩa vài triệu đồng thôi, chứ còn dữ liệu bên trong thì có khi là quý, đúng không, quý lắm, và chúng ta bị có thể mất luôn cả dữ liệu đó. Dĩ nhiên hư cái đĩa kiểu đó thì mất dữ liệu rồi. Nó nguy hiểm, khá nguy hiểm. Chúng ta cũng có thể tạm thời yên tâm là nếu chúng ta đang chạy trên Windows, tức là cái chương trình hợp ngữ chúng ta viết, chúng ta chạy trên Windows thì lỡ như chúng ta viết bậy, nó làm công việc gì đó mà có thể gây nguy hiểm, thì thực ra Windows nó đang chạy nền. Nó thấy công việc nguy hiểm đó, nó sẽ ngăn không cho chạy. Nếu chúng ta đang chạy trên nền Windows thì chúng ta có thể
không đến nỗi phải lo lắm. Chúng ta gọi hàm ngắt nhưng mà chúng ta quên chỉ ra là hát bằng mấy, quên chỉ ra hát bằng mấy, thì lúc đó có thể là tình cờ hát nó rơi vô một cái giá trị mà tương ứng với đoạn chương trình con nào đó gây nguy hiểm, thì chúng ta cũng không sao. Tức là Windows nó có ngăn chặn những cái thao tác gây nguy hiểm và nó không cho chạy, thì cũng không đến nỗi format hư cái đĩa đâu. Nhưng đấy là trong trường hợp đang có Windows chạy nền, chứ còn nếu như chúng ta lập trình mở cái mức làm ra hệ điều hành luôn chẳng hạn, hay là chúng ta làm mức mà đại loại không có Windows, chúng ta làm trên chạy trên hệ thành DOS chẳng hạn, DOS thường tí luôn ở nhà, không có Windows nữa, hoặc là Linux, hoặc là chúng ta tự làm lấy hệ điều hành, thì trong những trường hợp đó hệ điều hành của chúng, hệ điều hành đang điều hành hoặc là không có, hoặc là hệ điều hành yếu, nó không có cơ chế ngăn chặn những cái thao tác có thể gây nguy hiểm với hệ thống máy tính, thì chương trình chúng ta có thể gây nguy hiểm cho hệ thống máy được dù chúng ta không muốn. Bởi vậy khi chúng ta gọi hàm ngắt thì chúng ta nhớ cẩn thận. Ở đây gọi ngắt hàm mốt chưa chỉ ra hát bằng máy hết, chuyện gì sẽ xảy ra? Thực ra không sao, là bởi vì ở đây ngay trên đầu chúng ta đã gắn hát bằng một rồi, ngay trên đầu gắn hát bằng một rồi, và tới đây thì hát chưa bị thay đổi, chưa bị thay đổi gì hết trơn nên hát vẫn bằng một. Bởi vậy cho nên là khi gọi ngắt 21 ở đây thì nó vẫn thực hiện chức năng nhập ký tự. Hát bằng 1 của ngắt 21 là nhập ký tự. Như vậy trên đây chúng ta nhập được một ký tự. Ở đây gọi ngắt 21 cái nữa thì nhập được ký tự nữa. Nhưng mà nếu ai muốn an tâm thì thôi, cái lệnh gắn hát bằng 1 này nè, chúng ta cứ 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 đem lại đây, ngay trước cái lệnh gọi ngắt 21 thì chúng ta gắn lại hát bằng với lại chỉ số của hàm con mà chúng ta muốn, cho nó bảo đảm. Nếu ai muốn an tâm, an toàn thì cứ làm vậy cho nó bảo đảm. Dư không sao, chứ còn thiếu thì gây nguy hiểm. Rồi, như vậy là ở đây chúng ta nhập thêm một ký tự nữa, và ký tự thứ hai nó cũng bỏ vô AL luôn. Nhưng mà ký tự thứ nhất thì chúng ta đã lưu tạm qua DL rồi, cho nên ở đây chúng ta có ký tự thứ hai rồi, thì chúng ta tới lấy hai ký tự cộng lại với nhau được rồi. Ký tự thứ nhất nằm trong AL, xin lỗi, nằm trong DL, ký tự thứ nhất nằm trong thanh ghi DL. Lệnh mua đây là gán nữa ha, gán AL vào DL, rồi cái từ thứ nhất nằm trong thanh ghi DL. Cái từ thứ hai vừa mới nhập được trong thanh ghi AL, chúng ta có thể dùng cái lệnh add DL với AL để cộng hai cái này lại với nhau. Và dĩ nhiên sau khi cộng xong thì chúng ta có cái tổng. Đúng không? Và tư tưởng của chúng ta là chúng ta cứ so sánh cái tổng đó với số 10. Nếu mà lớn hơn hoặc bằng, lớn bằng thì chúng ta thoát. Tức là tổng ta đang nằm trong DL đúng không? Chúng ta add DL với AL thì tổng sẽ nằm trong DL, vô trong tham số thứ nhất. Và nếu như mà kết quả mà lớn hơn bằng 10 thì chúng ta nhảy tới nhãn thoát, là nhãn dưới cùng đây nè, là thoát không làm gì hết. Còn trong trường hợp nó không lớn hơn bằng 10 thì nó không nhảy, không nhảy thì nó xuống dưới đây và mua H2 đúc 21 là làm cái thao tác gọi chức năng xuất ký tự. Hàm số 2 của ngắt 21 là xuất ký tự. Và ký tự mà hàm này xuất là ký tự trong thanh ghi DL. Thì DL của chúng ta đang chứa cái kết quả thì nó sẽ xuất cái kết quả này ra luôn. Rồi. Thì bài viết như thế này là về tư tưởng là hơi hơi đúng á, tư tưởng là coi như đúng. Nhưng nếu chúng ta làm rồi chúng ta chạy thử, chúng ta cố gắng chạy thử nha. Không biết là các bạn đã có ai chạy thử chưa? Chưa thấy có ai thông báo gì cả. Nếu chúng ta chạy thử thì chúng ta sẽ thấy nó không được đúng. Và chúng ta cố gắng nhìn ra được cái chỗ không đúng đó và sửa. Nhưng mà bài này là coi như nó có hơi trừu tượng, hơi phức tạp một tí. Bây giờ chúng ta có thể ghi vài cái đề đơn giản để mà chúng ta về chúng ta rèn luyện. Tôi gõ trên đây luôn đi ha.
tức là bài tập á, bài tập về nhà đó, là chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái chương trình này, điều chỉnh lại chương trình này để nó đáp ứng được cái yêu cầu của cái đề bài. Đấy là nhập vào hai con số, một chữ số, rồi tính tổng và xuất ra kết quả. Đó, đây là đề bài. Nhập vào hai con số, một chữ số, tính tổng và xuất ra kết quả. Rồi dĩ nhiên một loạt những cái đề tương ứng kế tiếp sẽ là nhập vào hai con số, một chữ số, rồi tính hiệu và xuất ra kết quả. Rồi gì nữa? Tính tích. Tức là sau khi tính tổng được rồi thì chúng ta làm tới mức tính hiệu, tính tích và tính thương. Những bài ở sau là càng ngày càng khó dần. Nhưng mà bài đầu tiên đơn giản hơn, những bài đầu tiên đơn giản hơn thì chúng ta sẽ bắt đầu làm những bài như thế này đi. Nhập viết chương trình nha, dĩ nhiên. Viết chương trình hợp ngữ mà là hợp ngữ nhúng. Viết chương trình hợp ngữ nhúng thực hiện công việc. Nhập một ký tự và xuất ra ký tự kế tiếp. Rồi sau đấy là na ná nhập một ký tự và xuất ra ba ký tự kế tiếp. Cụ thể ở đây ví dụ chúng ta nhập vào ký tự A đi, nhập vô ký tự A thì xuất ra ba ký tự kế sau, chúng ta sẽ xuất cái gì? Chúng ta sẽ xuất ra B, C, D. Đó, vậy đó. Câu C, câu thứ ba là nhập vào một ký tự và xuất ra ký tự kế trước và kế sau. Kế trước và kế sau. Có nghĩa là nếu chúng ta nhập vào ký tự D thì chúng ta phải xuất ra CE. C là kế trước đúng không? Còn E là kế sau. Rồi, nhập vô một ký tự, xuất ra ký tự kế trước và kế sau ở hai dòng kế tiếp. Thí dụ như nhập vô ký tự D thì chúng ta cũng xuất ra C với E, nhưng mà trước tiên là chúng ta xuống dòng, chúng ta xuất ra ký tự C, rồi sau đó chúng ta lại xuống dòng cái nữa, chúng ta xuất ra ký tự E. Tức là giống giống như bài kế trên nhưng mà nó phức tạp hơn tí. Là trước khi xuất ra là phải xuống dòng xong xuất rồi lại xuống dòng cái nữa rồi xuất tiếp. Rồi, nhập vô ký tự. Kiểm tra xem nếu nó là chữ cái thường
thì xuất chữ cái hoa tương ứng, tức là cái này hiểu mà không? Ví dụ như là chúng ta nhập chữ D thường đi, thì sẽ xuất ra chữ D hoa. Rồi, khó hơn nấc nữa, nhập ký tự. Nếu là chữ thường thì xuất ra chữ hoa tương ứng và ngược lại. Tức là nhập D thường thì xuất D hoa. À. Còn nhập D hoa thì xuất cái gì? Nhập D hoa thì chúng ta sẽ xuất D thường. Tức là nhập ký tự thường thì xuất ra chữ hoa tương ứng. Rồi, à, nhập chữ hoa xuất ra chữ thường tương ứng. Đó, một dàn những cái bài này thì nó không phải tính toán, tức là chỉ nhập vô một ký tự thôi chứ không phải nhập hai ký tự. À, thì nó sẽ có phần dễ hơn một tí so với những bài sau. Rồi, đây là một loạt những bài tập về nhà để chúng ta làm. Và nếu ai mà có khả năng làm để cho nó chạy được luôn, tức là làm trong C hoặc là trong Pascal gì đó rồi cho nó chạy luôn và nó chạy được đúng luôn thì rất hay ha. Còn nếu không thì thôi chúng ta cứ làm coi như trên giấy, làm trên giấy ở mức đơn giản nhất là chúng ta làm trên giấy. Còn nếu có thể thì chúng ta gõ vô máy cho nó chạy luôn. À, tuần sau tôi sẽ sửa những bài này. Chúng ta chỉ cần dùng 6 cái lệnh mà tôi đã trình bày thôi, và hai cái hàm nhập xuất ký tự mà tôi vừa mới nói, hàm H1 của ngắt 21 là nó sẽ nhập được ký tự vào thanh ghi AL, rồi hàm AH bằng 2 của ngắt 21 thì nó sẽ xuất ký tự trong thanh ghi DL. Đó chỉ cần vậy thôi, dùng hai hàm đó với lại 6 cái lệnh cơ bản là đủ để làm một loạt những bài này rồi. Rồi chúng ta cố gắng nghiên cứu làm, và hôm sau thì tôi sửa xong rồi tôi sẽ đưa ra một cái đề kiểm tra để thay cho cái bài kiểm tra thực hành. Đúng ra là chúng ta đã có một bài kiểm tra rồi đó, phần kiến trúc máy tính đó, nhưng mà thời gian vừa rồi thì tôi bị kẹt vì nhiều việc quá không có khả năng mà chấm được, cũng không có thậm chí không có Việt Nam nữa, thành ra mà đưa cho giáo viên dân thực hành chấm thì tôi thấy nó có vẻ chưa 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 đưa được, cho nên thôi tạm thời gác cái bài đó lại. Bởi vậy cho nên là cái bài tới trong tuần sau thì chưa, tức là khoảng khoảng 10 ngày nữa, khoảng 10 ngày nữa thì chúng ta sẽ nhận được cái đề kiểm tra thực hành và nó gom luôn cả phần kiến trúc máy tính vô, tức là chúng ta có 2 câu, một câu hỏi về kiến trúc máy tính, một câu hỏi về hợp ngữ, tức là đề hơi nặng đó. Thay vì là hai hai đề tách ra, một đề hỏi về kiến trúc máy tính đã đưa từ hồi mấy tuần trước, rồi bây giờ mới bắt đầu là một cái đề kiểm tra về hợp ngữ, thì bây giờ hai cái sẽ gộp chung lại. Rồi gửi file bài tập lên giáo trình luôn. Ok, tôi sẽ gửi gửi cái này lên luôn. Cái này để sao lại vào đĩa đi, rồi sau đó tôi điều chỉnh lại một chút, có thêm một số hướng dẫn nữa rồi tôi sẽ post lên sau. Đây là bài tập hợp ngữ. Vì chúng ta thông cảm hôm nay là như hồi nãy tôi có nói rồi đó, ha, là cái phòng bên
cái chỗ mà đúng ra là tôi sẽ ngồi giảng bài á, có được chuẩn bị máy móc với bài giảng đầy đủ á, thì nó bị mất điện. Thế là phải chạy qua bên phòng này, nó không có bài giảng, không có những công cụ, những cái được chuẩn bị sẵn nữa. Ra là nó hơi trật vuột một tí. Có anh bổn hỏi là ở cái bài tính tổng vừa rồi á, thì cái nhãn thoát nó nằm bên ngoài đoạn lệnh AM là có ổn hay không? Không 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 sao đâu anh, mà thực ra phải như vậy đó anh ơi. Tại vì cái nhãn á, thì cái này là mình đang 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 viết ở bên trong si, cái ví dụ vừa rồi của tôi là nó nằm trong si, mà cái nhãn á, thì phải là nhãn của si, tức là trong si nó cũng có nhãn, trong Hợp ngữ nó cũng có nhãn, thì lúc đó si nó sẽ không chấp nhận nhãn của Hợp ngữ mà chỉ được xài nhãn của si thôi. Bởi vậy cho nên là cái nhãn thoát buộc phải đưa ra ngoài như vậy đó anh. Tức là nếu anh muốn đặt một cái nhãn trong chương trình Hợp ngữ nhúng trong si, muốn muốn đặt cái nhãn trong chương trình nhúng trong si hoặc là Pascal, thì anh không được để cái nhãn đó trong cái đoạn lệnh Hợp ngữ. Không được để cái nhãn đó trong đoạn lệnh Hợp ngữ để nó báo lỗi đó. Tức là anh muốn muốn có cái nhãn thì anh phải đóng đoạn lệnh Hợp ngữ lại, kết thúc đoạn lệnh Hợp ngữ rồi sau đó đặt cái nhãn, rồi sau đó muốn viết tiếp Hợp ngữ thì lại mở đoạn lệnh Hợp ngữ ra viết tiếp. Cái nhãn là không được nằm trong đoạn lệnh Hợp ngữ. Tức là viết như tôi vừa rồi là nó không bị báo lỗi, còn nếu như để trong đoạn lệnh Hợp ngữ thì nó lại báo lỗi. Anh cứ thử thôi, mấy cái này mình cứ thử. Và nếu mà mình cứ thử nghiệm rồi mình khám phá ra thì những cái kiến thức đó sẽ nó sẽ tốt hơn. Những kiến thức mà mình mày mò thử nghiệm khảo sát rồi tìm ra được á, khai phá được, khám phá được á, thì nó sẽ đi vô đầu mình sâu hơn, mình nhớ được lâu hơn mà vận dụng cũng được tốt hơn. Và thực ra cái đó mới gọi là cái kiến thức có giá trị. Chứ còn những cái mình nghe thì có khi mình không hiểu hoặc là hiểu lơ mơ và thậm chí hiểu rõ luôn, nhưng mà nó được tiếp nhận một cái cách là hời hợt vậy đó, nó không có đi sâu vô cái đầu mình. Thì nhiều khi mình hiểu đó, hiểu rõ đó, nhưng mà mình không vận dụng được. Gặp những bài toán cần vận dụng nó là mình lại chẳng moi ra để vận dụng được, mặc dù nó có trong đầu mình rất là nhiều cái phát minh của rất là nhiều cái người có trình độ thấp của nông dân này nọ thôi. Nhiều khi họ phát minh, họ dùng những kiến thức mà phổ thông thôi, thậm chí phổ thông đây là tới cấp 2 thôi chứ không lên tới cấp 3 nữa, nhưng ai cũng biết hết trơn á, mà những người ai cũng biết đó hết trơn đó, có nghĩ ra đâu. Bởi vì nó rơi vô cái dạng kiến thức nắm hời hợt, nắm 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 có khi nắm sâu nắm rõ, nhưng mà không 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 đưa được vào cái vùng nhớ mà có thể vận dụng được. Bộ nhớ của chúng ta thực ra nó có hai cái vùng, một cái vùng là vùng nhớ nó gọi là long term memory ha, vùng nhớ dài, và một cái vùng là vùng nhớ ngắn, short term memory, tạm dịch là như vậy. Thì các kiến thức mà chúng ta tiếp thu được ở mức bình thường là nó cứ đưa vô dùng short term memory thôi. Cái vùng đó thì nó kích thước nó nhỏ và nó bị cái chuyện là không vận dụng được, tức là dạng giống như chúng ta học thuộc lòng trả bài thì được, chứ còn vận dụng nó để mà có thể đưa ra những cái phát minh, những cái ứng dụng này nọ đó thì nó không 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 làm được. Phải những kiến thức đưa vô vùng long term memory mới được. Vùng long term memory thì nó vừa nhớ dài mà nó vừa có kích thước lớn, thì chúng ta chẳng có bỏ vô được bao nhiêu thứ vô đó đâu. Còn vùng short term thì lại bỏ vô đó rất là nhiều, mà dẫn tới nhiều quá cho nên là nó không còn chỗ. Bỏ cái này vô thì cái kia nó bay ra, dẫn tới là cái lượng kiến thức mà người Việt Nam chúng ta học có khi từ hồi mẫu giáo cho tới lúc tốt nghiệp đại học là học nhiều lắm, nhưng mà quên cũng nhiều lắm luôn, chẳng còn nhớ bao nhiêu đâu. Rồi những cái còn nhớ thì chỉ có thể đọc thuộc lòng thôi, trả bài thôi thì được.
đi dạy thì được, chứ còn mà ứng dụng nó để phát minh, để sáng chế, để ra được những ứng dụng, những cái gì hay ho thì chẳng được. Trong khi là bởi vì nó nằm trong vùng sắc tâm đó mà, trong khi chúng ta đưa vô vùng lăng tâm được thì tốt, lăng tâm Mauri được thì tốt, mà đưa vô được thì thường là phải dùng tới dùng lui rất là nhiều lần thì nó mới đưa vô được, hoặc là chúng ta phải có cái hình thức tiếp nhận được nó ở mức là tự khám phá, chứ không phải là chỉ nghe giảng một cách bình thường là được đâu. Cho nên nếu ai mà có khả năng tự khám phá được thì rất hay. Cái môn Hợp ngữ này thực ra tôi học hồi xưa là nhờ tôi có cái sự tự khám phá rất là nhiều, cho nên sau vài chục năm tôi vẫn nhớ. Tôi học từ hồi năm 92 kìa, 20 năm rồi, và đâu có ôn lại, không có ôn lại, không có cũng không có sử dụng nhiều máy trên thực tế đâu. Thực tế làm phần mềm ai mà làm Hợp ngữ đâu, nhưng mà tôi vẫn nhớ, vẫn vẫn có thể đi dạy được, và vẫn thậm chí nếu cần thì cũng có khi làm được một số cái gì đó nhỏ nhỏ cũng được, và cũng là nhờ có hình thức tiếp thu lúc đó là nó ở dạng ghi được vô cái bộ nhớ dài á. Bộ nhớ dài đó lớn lắm, chúng ta chỉ xài được con ít thôi, mỗi người bình thường chỉ xài được con ít thôi, rất là lãng phí. Rồi cố gắng nghiên cứu mày mò ha. Nếu mà mò rồi rồi phát hiện ra được, lấy được kiến thức từ chính mình, như phát minh ra, suy ra được kiến thức á, thì hay lắm á. Cứ cái gì mà cũng suy ra, từ từ chúng ta phải suy ra được, chúng ta suy ra được những cái mà ai cũng biết rồi á, thì chỉ là kiến thức tích lũy đầu ta thôi, nhưng mà chúng ta suy ra được những cái mà chưa ai biết thì đó là những cái công trình, những cái sáng chế, những cái phát minh, đúng không? Những cái mà chúng ta suy ra được mà lại là cái chưa ai suy ra được hết trơn thì đó là chúng ta đã đưa ra được một phát minh rồi. Rồi hy vọng là nhiều người sẽ có thể làm được điều này, không lớn thì nhỏ, ở mức những cái kiến thức nhỏ nhỏ trong môn thôi thì cũng là hay rồi. Và cái đấy nó còn làm được cái chuyện là nó rèn luyện được cái tư duy, cái đầu, và cái đó hơn nhau là chỗ đó. Kiến thức nó nằm trong sách thì ai cũng có thể đọc được, đâu cần phải nhớ trong đầu. Rồi xin chào các anh chị ha, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây.